Sau 3 năm chờ đợi một movie và 1 năm để ra phần tiếp theo, Kimetsu no Yaiba đã quay trở lại cho một phần phim chiếu rạp và người xem thì thất vọng vờ lờ. Mà đã thất vọng còn tốn tiền vé. Dù về phần chất lượng hình ảnh vẫn duy trì được phong độ và có thể nói là đã xuất sắc hơn. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tất cả sẽ có trong review Kimetsu no Yaiba Đường đến làng thợ rèn. Về series Kimetsu no Yaiba hay còn gọi là Thanh gươm diệt quỷ thì vẫn giữ nguyên cái mô típ có gì làm đấy. Phần phim Chuyến tàu vô tận đã đem về cho Ufotable hơn 500 triệu đô sau khi kết thúc chiếu rạp. Thì phần phim mới nhất vẫn là đưa những gì có trong truyện lên màn ảnh. Nhưng Đường đến làng thợ rèn nó lạ lắm. Bộ phim này được kết hợp bởi hai tập 10 và 11 của season Phố đèn đỏ, cùng tập 1 dài gần 1 tiếng của phần làng thợ rèn. Và đấy là toàn bộ nội dung phim rồi đấy. Người xem sẽ được xem lại những phần phim từ mùa cũ và một tí phim từ mùa mới. Để đảm bảo việc thưởng thức trận chiến ở hai tập này một cách trọn vẹn thì người xem cần phải có chút thông tin từ những tập trước đó, hoặc là có người giải thích ngồi cạnh. Câu chuyện về ác phố đèn đỏ bắt đầu khi nhóm gồm Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đã hồi phục và bắt đầu đi làm nhiệm vụ trở lại sau cuộc chiến trên chuyến tàu vô tận. Lúc này âm trụ Uzui Tengen đến tuyển quân cho nhiệm vụ theo hình thức ép buộc. Trước là tìm ba bà vợ, sau là điều tra về con quỷ đang ẩn nấp trong các kỹ viện. Ban đầu Tengen kéo Aoi và Naho thấy bất bình không tha. Tanjiro cùng các homie đã đòi thế chỗ họ và được sự chấp thuận của Tengen với điều kiện ba khứa kia phải nghe lời mình. Sau khi được hóa trang xấu đến độ ma chê quỷ hơn thành các bé gái, ba cu được dựa đã bị âm trụ bán cho các kỹ viện. Trải qua vài ngày nằm gai nếm mật, cuối cùng Tanjiro cùng anh em đã tra ra được vị trí của con quỷ đang ẩn náu tại nơi buôn phấn bán hoa này. Đặc biệt đó lại còn là một thượng huyền, những con quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan. Và rồi một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra giữa âm trụ và thượng huyền lục bản Daki. Tưởng như đã hạ được ả đến nơi thì thượng huyền bản mạnh hơn Gyutaro xuất hiện, khiến cho thế trận đảo chiều theo hướng có lợi cho lũ quỷ. Phần đầu của movie Đường đến làng thợ rèn lấy bối cảnh trận chiến của âm trụ và Gyutaro đã hết hiệp 1, khi Tengen nhận thất bại và mất đi một bàn tay. Sau khi Tanjiro suýt xin được cái thủ của Gyutaro, thế trận dần chuyển sang phe của những diệt quỷ nhân khi Tengen kịp thời trở lại solo với thượng huyền. Zenitsu cũng sử dụng bản năng dụ mông của mình để vung kiếm chém đầu Daki. Tuy nhiên trận chiến chỉ kết thúc khi Tanjiro hợp sức với âm trụ chém được đầu của Gyutaro, còn Thánh Ỉn cũng support cho đấng ngủ để xin thủ Daki. Câu chuyện cuộc đời của cặp anh em tuy khác nhau về dung nhan nhưng được cái yêu thương lẫn nhau đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Đoạn này cảm động thật. Sau khi trận chiến kết thúc thì tất cả được đưa về chữa trị. Tin vui một thượng huyền bị hạ đã vang khắp nơi. Trong khi đó lại là tin buồn cho lũ quỷ khi cuộc họp khẩn cấp được Muzan trực tiếp triệu tập. Bởi sau 113 năm đây mới là lần đầu có một thượng huyền bị hạ, và cử hai thành viên của nhóm này đi xử lý công chuyện. Trở lại với Tanjiro thì sau 2 tháng nằm im bất động thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Để tiếp tục hành trình diệt quỷ thì cậu cần phải kiếm cho mình một con hàng mới sau khi thanh kiếm của mình đã bị mẻ. Tuy nhiên vấn đề ở đây là người thợ rèn kiếm cho cậu bé bán than lại đang cáu với cách cậu đối xử với thanh kiếm mình rèn ra, nên quyết định không bổ sung vũ trang cho Tan nữa. Vậy nên Tanjiro phải tự xách mông đến làng thợ rèn để xin lỗi cũng như xin con hàng để tiếp tục nghiệp diệt quỷ. Trong hành trình này, Tanjiro đã gặp luyến trụ Kanroji Mitsuri cùng hà trụ Tokitou Muchiro. Vì phim đã bị chê quá nhiều nên chúng tôi sẽ đi vào phần khen trước. Đúng như cam kết của mình, Ufotable đã không hề làm tốt ở mảng hình ảnh và âm thanh mà họ đã làm quá đỉnh khi đã đưa combat đỉnh cao giữa âm trụ và thượng huyền lục lên một tầm cao mới khi đưa lên màn ảnh rộng. Màu sắc được studio phối hợp lý từ vàng, xanh, đỏ. Nếu trên những trang truyện phần combat được vẽ và mô tả rất sơ sài thì lên màn ảnh rộng nó trở thành một điểm nhấn cực kỳ lôi cuốn và không thể rời mắt. Bên cạnh đó là những cú zoom out liên tục chuyển cảnh rất mượt, khiến người xem cứ như được tận mắt chứng kiến những bước di chuyển của nhân vật vậy. Ví dụ điển hình là màn xuất hiện của Akaza tại Vô Cực Thành. Những bước di chuyển của tòa thành tạo cảm giác không bị giả chân mà thậm chí còn đánh mạnh vào thị giác người xem. Âm nhạc cũng là một điểm cộng của phim. Xuyên suốt bộ phim nhạc ở mọi lúc mọi nơi, từ phân cảnh chiến đấu đến những cảnh di chuyển, thậm chí những cảnh tâm sự sàm lơ cũng có nhạc. Những bản soundtrack được sắp xếp phù hợp với từng cảnh phim, độ chi tiết đến từ từng tiếng choang choang của kiếm va vào nhau hay những tiếng bước chân di chuyển của nhân vật. Âm thanh vốn là một yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến cảm xúc, và trong phim này thì phải nói là nó thao túng tâm lý người xem luôn á. Chỉ với hai yếu tố này thôi nhưng đã góp phần không nhỏ để chiều lòng những khán giả khó tính nhất. Tuy nhiên cảnh phim khiến các fan phải hú lên đến từ màn xuất hiện của các thượng huyền sau lệnh triệu tập của Michael Jackson thuộc vũ trụ Thanh gươm diệt quỷ. Đặc biệt cảnh của Vô Hạn Thành thì ảo ma Lazada thực sự cực kỳ có sức hút và gây sự chú ý với khán giả. Những màn biến đổi không gian không ngừng của những căn phòng rồi hành lang của Vô Hạn Thành rất thật chân. Tất cả đều trơn tru, không có một chút sượng. Cách xây dựng một không gian rộng lớn và thu nhỏ nhân vật lại thực sự khiến người xem rơi vào không gian vô tận này. Sự xuất hiện của luyến trụ và hà trụ chỉ mang tính chất giới thiệu nhân vật, tuy nhiên qua đó ta cũng thấy được phần nào tính cách của hai trụ cột này. Kanjori Mitsuri được khắc họa là một nhân vật vui tính, dễ gần, ham ăn nhưng vẫn xinh, tâm hồn thì rộng mở. Còn Tokitou Muchiro dù xuất hiện không quá lâu nhưng cũng toát lên sự lạnh lùng cool ngầu. Đây sẽ là hai nhân vật điểm nhấn có vai trò như Rengoku ở Chuyến tàu vô tận hay Tengen ở Phố đèn đỏ. Họ sẽ sát cánh cùng Tanjiro để hạ gục hai con quỷ thượng huyền tại làng thợ rèn. Một điểm cộng nữa là phim vẫn duy trì được sự hài hước vốn có của nhiều nhân vật. Công thức ngắt nghỉ của anime hầu như là thế mà. Đánh nhau có vẻ căng đấy. Thôi thì mình thêm tí tấu hài vào cho bớt căng thẳng vậy.
Thế là những tình tiết gây cười xuất hiện đan xen với những phân cảnh đánh đấm. Công thức đơn giản như thế thôi nhưng lại vô cùng hiệu quả, khiến người xem bắt kịp được mạch phim. Bổ trợ cho nó còn là phần nhìn với những nét vẽ chibi đáng yêu được sử dụng triệt để. Mà đã nói đến chibi thì phải nhắc đến Nezuko. Và tôi chỉ có thể nói là người đen. Mỗi lần cô bé xuất hiện là cả rạp đều sôi sục lên vì sự đáng yêu. Đó là những điểm phim làm tốt, xứng đáng một tràng vỗ tay. Còn bây giờ là chê. Đầu tiên là về nội dung phim. Đây chính xác là một bộ phim không đầu không đuôi đúng nghĩa. Nhiều fan đánh giá phim này là phim rác, một hình thức hút máu fan, phim coi thường người xem. Tuy nhiên tôi cũng đính chính cho Thanh Gươm Diệt Quỷ một chút. Đó là trên trailer phim và các nền tảng quảng bá phim đều có chú thích rất rõ về màn mix giữa hai tập phim của season 3 và tập 1 dài gần 1 tiếng của Ác Làng Thợ Rèn. Đặc biệt tên phim lại tên là Đường Đến Làng Thợ Rèn. Nếu đã là fan của bộ truyện, chúng ta có thể thấy phần phim Làng Thợ Rèn có số cháp ngang với phần Kỹ Viện Trấn, vậy nên rất khó để một movie có thể truyền đạt được hết nội dung của nguyên tác. Mà bên cạnh đấy lại còn phải chiều lòng các fan. Tính chất fan service quá cao cũng ảnh hưởng đến phần xây dựng cốt truyện. Nếu đặt tâm điểm của phim vào màn combat giữa đội diệt quỷ và anh em Thượng Huyền thì chúng ta đã tận hưởng nó từ một năm trước rồi. Còn đặt quan tâm về gần một tiếng theo chân Tanjiro hồi phục và mò đến Làng Thợ Rèn thì nó chưa đủ đâu. Được giới thiệu là Đường Đến Làng Thợ Rèn, nhưng yếu tố thợ rèn vẫn chưa đủ khiến người xem cảm nhận được vai trò của nơi đây. Ta chỉ được thấy rõ nhất là Tanjiro cần kiếm, cậu đến đây, cậu chơi rồi cậu bắt đầu đi tìm kho báu của làng. Đặc biệt là anh chàng thợ rèn kiếm cho chú bé bán than lại chim cút đâu mất, khiến yếu tố giới thiệu lại mất đi giá trị của nó. Để rồi chính yếu tố fan service quá nặng đã dẫn đến một vấn đề nữa cho phim, đấy là đoạn kết. Một cái kết bị lưng chừng, chưa giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ vì đây là một bộ phim kết nối giữa ác phố đèn đỏ và ác làng thợ rèn, nên mang tính dẫn dắt hơn là thúc đẩy cốt truyện. Tuy nhiên phần mở bài này vẫn chưa thực sự làm tốt được vai trò của mình. Dù kéo dài gần một tiếng nhưng tôi cảm thấy nó vẫn quá ngắn, chưa cung cấp đầy đủ thông tin về những gì sắp diễn ra. Đặc biệt là các nhân tố sẽ tham gia vào trận chiến sắp tới và lý do họ choảng nhau vẫn chưa được làm rõ ràng. Nhưng mà những điểm trên vẫn không đáng trách bằng việc studio đã không thèm xóa phần opening và ending của hai tập trong season 2. Tôi không biết các bạn thấy nào chứ tôi thấy này thì hơi cầu thả. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người ra khỏi rạp cảm thấy hơi có gì ấy bức xúc. Liệu đây là một sự vô ý hay là cố tình để cho phim có đủ thời lượng 1 tiếng 50 phút khi đoạn đầu giới thiệu sơ lược về hành trình của Tan từ thời gia đình bị tàn sát cho đến khi chiến đấu cùng âm trụ tại Kỹ Viện Trấn đã làm tôi rất là chờ đợi. Thì đùng một cái opening xuất hiện làm mạch cảm xúc đi xuống không phanh. Và thế là mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Tiếp theo phần credit ở cuối tập 11, khi nó xuất hiện liệt kê toàn bộ thành phần đóng góp vào phim, từ đạo diễn rồi biên kịch bla bla bla, khiến cho không ít khán giả đã tự động nhấc mông bỏ về vì tưởng là phim hết rồi. Vậy phim có thể làm tốt hơn không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Việc đầu tiên cũng là cơ bản nhất, đến tôi cũng làm được, đó là xóa đi cái phần opening và ending ở hai tập phim. Riêng việc đấy thôi đã khiến cho Ufotable có thể cải tạo được nội dung phim bằng cách thêm một chút yếu tố chiến đấu cho các phân cảnh ở season phố đèn đỏ, hoặc là gấp đôi nước mắt người xem ở đoạn hồi tưởng của anh em Thượng Huyền. Điều này sẽ tạo thêm điểm nhấn cho phim, giúp cho người xem cảm thấy số tiền mình bỏ ra để xem lại hai tập phim có giá trị hơn. Mặc dù nghe thì có hơi tốn tiền đối với một studio lớn như Ufotable, nhưng ít nhiều nó sẽ xoa dịu bớt sự bực tức trong lòng những fan hâm mộ chân chính của bộ anime cũng như là bộ truyện như tôi. Ở phần kết phim, nếu có hình ảnh của hai Thượng Huyền lấp ló đâu đó quanh làng thợ rèn tri ân bằng một cái after credit chẳng hạn, thì tôi nghĩ là nó sẽ tăng tính hấp dẫn hơn so với sự cụt lủn như đã có. Có thể sự thành công của Chiến Tàu Vô Tận đã thúc đẩy Ufotable duy trì lối làm phim sử dụng cốt truyện chính và tập trung chủ yếu vào animation. Tuy nhiên trong Thanh Gươm Diệt Quỷ nó còn nhiều yếu tố có thể khai thác nữa mà chính tác giả đã bỏ qua khi kết thúc bộ truyện quá sớm, để Ufotable có thể tận dụng như câu chuyện về các hạ huyền hay các cấp bậc khác của quân đoàn diệt quỷ, hoàn toàn có thể tạo sức hút để tạo dựng được một câu chuyện đủ chiều sâu và vẫn duy trì được phong độ animation như thế này. Thay vì một bộ phim recap có tâm trong hình ảnh và âm thanh nhưng thiếu đi cái tâm trong edit. Nói chung đây là một bộ phim đã mắt đã tai, dành riêng cho các fan đã theo dõi hành trình của Tanjiro và những người bạn. Với những người lần đầu bước chân vào thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ thì hãy cày hết các season trước và để lại hai tập cuối của Ác Phố Đèn Đỏ rồi hẵng ra rạp mà tận hưởng. Khi ấy các bạn sẽ đỡ tiếc tiền hơn. Tôi đánh giá phim Nezuko trên luyến trụng